Ngày 2 tháng 12, bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là HCDC, có công văn gửi Ủy ban Nhân dân quận huyện và thành phố Thủ Đức, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận huyện và thành phố Thủ Đức, các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về sử dụng vaccine Pfizer nhập khẩu lô 123002 là lô vaccine Pfizer được gia hạn sử dụng thêm 3 tháng. Theo HCDC, căn cứ công văn của Cục Quản lý Dược về việc tăng hạn dùng của vaccine Comirnaty, tức Pfizer, căn cứ công văn ngày 29 tháng 11 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về việc hạn sử dụng vaccine Pfizer nhập khẩu lô 124001 và 123002, căn cứ công văn số 8948 ngày 1 tháng 12 năm 2021 của Sở Y tế về việc hạn sử dụng vaccine Pfizer lô 123002, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM thông tin đến các đơn vị một số nội dung như sau. Vaccine Pfizer lô 123002 áp dụng hạn dùng là ngày 28 tháng 2 năm 2022. Sau khi rã đông, vaccine được bảo quản ở nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C và sử dụng trong vòng 31 ngày. Ngày rã đông là ngày 26 tháng 11 năm 2021. Các đơn vị tiêm chủng tiếp nhận thông tin và tư vấn cụ thể đến đối tượng được tiêm, phụ huynh học sinh, người giám hộ, không để xảy ra tình trạng hiểu sai về hạn dùng của vaccine. Sau khi nhận được vaccine phân bổ, các đơn vị khẩn trương tiếp nhận, hoàn thành việc tiêm chủng trong thời gian sớm nhất, sử dụng vaccine an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng, mục đích, không để xảy ra tình trạng phải hủy bỏ vaccine do hết hạn sử dụng. Theo thông tin mà phóng viên Báo Thanh Niên nhận được, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tiêm vaccine Pfizer lô 123002 được gia hạn thêm 3 tháng với 210.000 liều. Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa tin, ngày 1 tháng 12, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam đưa ra thông cáo báo chí cho biết vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech Mỹ, tức vaccine COVID-19 Pfizer, đủ điều kiện kéo dài thời gian sử dụng đến 9 tháng thay vì 6 tháng như trước đây. Vaccine COVID-19 Pfizer sau khi được phê duyệt khẩn cấp, nhà sản xuất tiếp tục nghiên cứu độ ổn định theo hướng dẫn đối với thuốc mới cũng như sản phẩm sinh học. Nghiên cứu được tiến hành trên các giải nhiệt độ bảo quản khác nhau. Kết quả cho thấy vaccine đã có độ ổn định, đảm bảo chất lượng, hạn dùng đến 9 tháng, thậm chí dài hơn kể từ ngày sản xuất khi được bảo quản ở âm 90 độ C đến âm 60 độ C. Sau khi đã đủ cơ sở dữ liệu về hạn sử dụng trong vòng 9 tháng, nhà sản xuất đã nộp hồ sơ phê duyệt tăng hạn sử dụng lên 9 tháng. Vào ngày 22 tháng 8 năm 2021 và ngày 10 tháng 9 năm 2021, lần lượt Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Mỹ, gọi tắt là FDA, và Cơ quan Quản lý Dược châu Âu, gọi tắt là EMA, đã thông qua hạn sử dụng của vaccine Pfizer từ 6 tháng lên 9 tháng. Ngày 20 tháng 9 năm 2021, WHO cũng đã có thư gửi UNICEF thông báo về việc tăng hạn sử dụng vaccine Pfizer từ 6 tháng lên 9 tháng. Theo WHO, việc gia hạn sử dụng này được áp dụng chung trên toàn cầu trong tiêm chủng cho tất cả các nhóm đối tượng từ 12 tuổi trở lên. Việc gia hạn cũng được kiểm định khắt khe và đảm bảo chất lượng an toàn, hiệu quả. Từ thời điểm FDA và EMA phê duyệt, các lô vaccine Pfizer đã sản xuất trước đây có hạn sử dụng 6 tháng thì tự động gia hạn lên 9 tháng. Các quốc gia trên thế giới vẫn giữ nguyên nhãn trên lọ vaccine theo hạn sử dụng của nhà sản xuất và chỉ có thông báo riêng về tăng hạn sử dụng của vaccine Pfizer lên 9 tháng.